Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ngày 19 tây tháng 9 năm 2021. Bây giờ là khoảng 12 giờ 40 phút trưa giờ Cali. Thì ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày đầu tuần, ngày thứ hai, ngày 20 tây tháng 9 rồi. Thì hôm qua đó, và hôm trước đó thường không có thời gian để mà chia sẻ những cái video với các bạn. Nhưng mà thường có đăng rất nhiều những thông tin trên những mạng xã hội thì những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng soi cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Thì chúng ta bây giờ hãy trước hết nhìn vào tình hình chung của thị trường đi. Sau đó tôi muốn chia sẻ một số những cái thông tin liên quan tới on chain với các bạn cũng như là một số những cái tin tức nổi bật trong vòng hai ngày qua và thực ra mà nói trong cuối tuần vừa rồi để chúng ta cũng thấy khá là im lặng. Chúng ta đang nhìn vào cái tài liệu này đó, đó chính là cái biểu đồ nến ngài của sàn Coinbase. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự của mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì các bạn thấy được là trong vòng 3 ngày qua thật ra chúng ta trả trở về đi từ ngày 15 tây tới bây giờ là 5 ngày liên tục thị trường thực sự là đi hàng ngang ở cái mức là các bạn có thấy là từ 47 đến 48 rồi tới 47 48 liên tục trong vòng mấy ngày qua và chúng ta nhìn kỹ lại đó thì khi mà chúng ta thấy tình hình bây giờ là Bitcoin đi trong cái phạm vi từ 40.000 lên tới 50.000 trong phạm vi này nếu chúng ta tính một cách đơn giản thôi thì các bạn thấy được chúng ta đã đi trong phạm vi từ 40 lên tới 50.000, 45 ngày, có nghĩa là một tháng rưỡi rồi. So với lại cái thời kỳ mà chúng ta đi trong phạm vi từ 30.000 tới 40.000 thì các bạn sẽ thấy được là cái thời kỳ đó đó là cái tình hình đó, là chúng ta đi hàng ngang trong cái phạm vi đó nếu như ta tính luôn tới ngọn nến của ngày 4 tháng 8 đó là chúng ta đi trong phạm vi 77 ngày có nghĩa là hơn 2 tháng 2 tháng rưỡi thì nếu như chúng ta lặp lại cái thời điểm mà đi trong phạm vi từ 30.000 tới 40.000 đó thì chúng ta có thể thấy là tình hình này chúng ta có thể tiếp tục đi hàng ngang trong phạm vi từ 40 tới 50 trong vòng 4 tuần kế tiếp thì đây là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta thực sự đó nếu như nói tới ngắn hạn không ai biết được là tình hình ngắn hạn bước kế tiếp như thế nào đâu Cái mà khác biệt ở đây đó là khi chúng ta nhìn vào cái tài liệu của thời điểm từ 30 tới 40 ngàn đó thì chúng ta được là cái thời điểm này đó là rất nhiều thời gian chúng ta thấy được là giá cứ bị kéo xuống ở cái mức là 30.000 nhưng mà ngược lại khi chúng ta ở trong cái thời điểm là từ 40 tới 50 000 đó thì hầu ngược lại là cái giá bị hút lên ở cái mức là 50.000 nhưng mà vẫn chưa thật sự là qua khỏi 50.000 chúng ta đã có một số đợt lên tới 53.000 nhưng mà sau đó lại kéo trở xuống chở lại cái khung từ 40 tới 50.000 nếu như, như mà giá con tiếp tục đi hàng ngang thêm một tháng nữa thì các bạn có những kế hoạch gì các bạn hãy comment ở bên dưới Chúng ta bây giờ hãy nhìn chung thị trường đi thì nhìn chung các bạn thấy được trong vòng 24 giờ qua thì có một số màu đỏ không đậm lắm nghĩa là cái sự đi xuống giá đó không có mạnh nhưng mà chúng ta thấy có một số màu xanh xuất hiện những đồng như là các bạn thấy là Salo hay là đồng Avalanche, đồng Near, Adam vân vân cũng có sự tăng trưởng trong vòng 24 giờ qua nhưng mà chúng ta khi mà refresh cái trang Go để thuận chia sẻ với các bạn những thông tin mới nhất đó thì chúng ta nhìn vào cái cột 7 ngày đi tại vì thường cảm thấy được đây là cái cột mà cho chúng ta thấy tình hình nó rõ ràng hơn thì trong vòng 7 ngày qua chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái sự tăng trưởng của Bitcoin là tăng 5,5%. Chúng ta thấy được là Ethereum thì cũng có sự tăng trưởng nhưng mà không mạnh bằng là 2,6%. Chúng ta thấy được là Cardano đã xuống 10,5%. Bây giờ là Cardano ở mức là 2 đồng 33. Sau khi mà Cardano phá 3 đô la trước cái thời điểm mà có cái smart contracts, thì bây giờ chúng ta đang chờ đợi bước kế tiếp đó chính là chúng ta có những cái uh, sự kiện Cardano Summit. Chúng ta đang chờ đợi xem coi là những cái À, sự kiện đó có thể dẫn đến những cái thông báo, những cái đối tác gì nổi tiếng hay là có cái sự lạc quan liên quan đến cái số lượng những cái dự án nào mà sẽ thu hút thêm nhiều người vào mạng lưới của Cardano hay là không. Chúng ta nhìn thấy được là đồng BNB thì cũng giống như là giảm trên tại chỗ trong vòng 7 ngày qua XRP. À, thì cũng như vậy, giảm trên tại chỗ chúng ta thì được là Solana thì à, trong vòng 7 ngày qua vẫn xuống 12%. À, nhưng mà đã không xuống thêm sau cái uh, sự kiện liên quan đến cái mạng lưới phải uh, reset lại Thì Solana các bạn thấy được là giữ được cái mức là khoảng chừng là 150 đô Và chúng ta thấy Poker Polkadot thì vẫn có sự tăng trưởng 8,9% trong dòng uh, thời điểm một tuần qua Dogecoin thì cũng đi xuống một phần nhưng mà không nhiều lắm Chúng ta được là Avalanche là một trong những cái dự án mà nhiều bạn à, rất là thích Thường hay comment ở dưới những cái video Thì Avalanche đã có sự tăng trưởng là 25% trong vòng 7 ngày qua Cũng như là chúng ta thấy là Cosmo đã có sự tăng trưởng là 58,8% trong thời gian là 7 ngày qua Thì bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái dấu hiệu Onchain xem coi là tình hình là như thế nào thì chúng ta thấy được là trước hết chúng ta sẽ nhìn vào cái tài liệu liên quan đến là cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra thì như thế nào thì chúng ta thấy được là trong thời gian là 3 ngày qua đây là tài liệu từ ngày 15 tây, 16 tây, 17 tây và 18 tây thì chúng ta thấy được là tài liệu cho chúng ta thấy được là trong vòng 4 ngày qua đó thì tình hình là chúng ta có thêm một ít Bitcoin nạp lên trên những cái sàn giao dịch trong vòng 4 ngày qua đương nhiên chúng ta bây giờ đang ở là ngày 19 tây ở Hoa Kỳ thì đương nhiên chúng ta vẫn chưa kết thúc ngày hôm nay nhưng mà trong vòng 4 ngày qua thì cho thấy được là chúng ta có thêm một ít Bitcoin nạp lên, cái con số không có nhiều nhưng mà chúng ta vẫn thấy là có cái sự nạp lên. Cái điều này đó là tăng ảnh thông qua cái biểu đồ liên quan tới còn bao nhiêu Bitcoin trên những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy được là chúng ta đã thấy là từ cái thời điểm là ngày 14 tây cho tới bây giờ đã đã thấy có cái dấu hiệu là cái đường màu xanh này có nghĩa là còn bao nhiêu Bitcoin trên những sàn giao dịch đó nó đi lên một chút nhưng mà cũng không có gì gọi là quá bất thường các bạn thấy được là trên căn bản chúng ta cũng thường thấy những cái Thời điểm mà cái đường màu xanh này đã có cái sự tăng trưởng chưa lên Nhưng mà sau đó các bạn thấy được là cái xu hướng chung của thị trường từ cái thời điểm là ngày 25 tháng 7 tới bây giờ vẫn là rất nhiều và rất nhiều Bitcoin rời khỏi thì câu hỏi kế tiếp đó là cái số lượng Bitcoin này nạp vào những cái sàn nào có nghĩa là nạp vào cái sàn spot, sàn gì thông thường hay là cái số lượng Bitcoin này nạp vào những cái sàn phái sinh, những cái sàn mà cho các bạn sử dụng hợp đồng dùng để làm thế chấp thì để trả lời câu hỏi này đó, thường đại tìm thấy cái thông tin liên quan đến spot exchanges Có nghĩa là đây là những cái tài liệu liên quan đến những cái sàn mà cho các bạn mua bán thông thường đó Thì những sàn mà các bạn mua bán thông thường thì khi mà thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là Trong cái thời gian là chỉ hai ngày qua thôi Thực ra cái ngày 15 Tây chúng ta vẫn thấy cái số lượng Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào Nhưng mà trong vòng ngày 16 Tây và 17 Tây À, thì chúng ta thấy được là tình hình là cho thấy được là chúng ta có một ít Bitcoin cho nên cái thanh màu xanh này nó không có cao có khoảng chừng là 1.166 Bitcoin nạp vào nhiều hơn rút ra ngày 16 Tây và ngày 17 Tây thì uh, có 472 Bitcoin nạp vào nhiều hơn rút ra khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới derivative như là những cái sàn mà cho các bạn sử dụng hợp đồng đó thì tình hình đây là cái tình hình cho các bạn thấy được là chúng ta thấy cái số lượng Bitcoin nạp vào nhiều hơn là rút ra Và con số nó nhiều hơn là chúng ta vừa nhìn thấy ở bên sàn Spot như là các bạn thấy được là tình hình Là ngày 16 đây có 2.234 Bitcoin nạp vào nhiều hơn là rút ra Ngày trước đó có tới gần như là 2.900 Bitcoin nạp vào nhiều hơn là rút ra Có nghĩa là tuy là chúng ta thấy có cái hiện tượng đã có thêm một ít Bitcoin nạp vào trên những cái sàn giao dịch trong vòng 4 ngày qua nhưng mà cái sự thật đó là chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là cái hiện tượng này đó nạp vào phần lớn là nạp vào những cái sàn derivative những sàn mà cho các bạn sử dụng những hợp đồng như là margin và futures chứ không phải là nạp vào những cái sàn spot những cái sàn giao dịch thông thường thì đây là một cái dấu hiệu tốt có nghĩa là chúng ta không thấy là những nhà đầu tư thông thường nạp Bitcoin lên trên sàn như là có dấu hiệu là những nhà đầu tư thông thường muốn bán bitcoin mà cái số lượng bitcoin nạp vào này để mà dùng sử dụng làm thế chấp để mà sử dụng những cái dịch vụ như là margin hay là futures thì chúng ta thấy được là một dẫn chứng nữa khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng lệnh futures đang mở hiện bây giờ của bitcoin đó, thì chúng ta sẽ thấy được là tình hình là chúng ta thấy là sau cái sự kiện của ngày 7 Tây đó, lúc đó là chúng ta thì đã giá được giá đột ngột xuống 10.000 đô trong thời gian ngắn thì đã có rất là nhiều những cái lệnh future cái đường màu xanh này đó đã bị thanh lý thời điểm đó. Nhưng mà sau đó đó chúng ta thì được là từ từ cái lệnh future cũng đã tăng trở lên bắt đầu từ từ ngày 8 Tây mãi cho tới bây giờ thì cho thấy được là đây cũng là một dẫn chứng để cho chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin nạp vào trên những cái sàn giao dịch trong vòng 4 ngày qua thì những Bitcoin đó phần lớn là nạp vào những cái sàn mà cho các bạn sử dụng những hợp đồng và dẫn chứng là các bạn thấy là có rất nhiều những cái lệnh futures đã tăng lên trên những sàn giao dịch thì những lệnh futures này bây giờ đó là họ đang long hay là đang sốt như là họ đang nghĩ là Bitcoin sẽ tăng hay là giảm thì nếu chúng ta chỉ nhìn riêng về cái tài liệu liên quan tới funding rate có nghĩa là đây là cái tài liệu liên quan đến cái phí qua đêm đó thì bây giờ funding rate các bạn sẽ thấy trên màn hình đó chính là trừ 0035, có nghĩa là chúng ta thấy là hầu như bây giờ chúng ta không có rõ xu hướng cái số lượng lệnh long và lệnh short đó thì tính theo ngày nó hầu như là cân bằng lẫn nhau và chúng ta thấy được là nhìn vào trang web bybit.com thì chúng ta thấy được là đây là cái tài liệu nếu như chúng ta chuyển qua tính theo uh, mỗi một giờ đi trung bình thì chúng ta thấy được là cái lệnh long và lệnh short của những cái sàn lớn như là Bitmax, Binance, Bybit thì các bạn sẽ thấy là cái lệnh long lệnh short hầu như cũng tiếp tục là cân bằng với nhau là 53% hiện bây giờ là short 40 gần như là 47% là long hiện bây giờ và cái sàn mà có nhiều lệnh long nhất đó chính là sàn Bitfinex thì bây giờ có tới 61,32 lệnh long và ngược lại cái sàn mà có nhiều lệnh short nhất đó chúng ta thấy được cho chính là sàn Kraken và thậm chí debit những sàn này có tới từ 60 tới 73% lệnh suất lần thì đây là cái sự khác biệt giữa những cái sàn và cái tình hình hiện bây giờ chúng ta thấy là thêm một tài liệu nữa đó chính là chúng ta có thấy những cái thợ đào bán Bitcoin hay là không Thì chúng ta tiếp tục thấy cái sự im lặng của những cái thợ đào Có nghĩa là chúng ta thấy là thợ đào đương nhiên lúc nào Thì họ cũng bán một số lượng Bitcoin Tại vì họ cần tiền để mà tiếp tục kinh doanh Thường không nói là họ không bán Ý thường nói ở đây là cái số lượng họ bán có đáng kể hay không Thì các bạn thấy trên màn hình đó Ngoại trừ cái tài liệu hồi tháng 5 tháng 6 đó khi mà cái sự lộn xộn liên quan tới những thời đào của Trung Quốc rời khỏi Trung Quốc đó thì chúng ta thấy có cái sự bán Bitcoin đến từ những cái thời đào nhưng mà sau đó thì như thế nào từ tháng 6 tới bây giờ đó các bạn nhìn vào những cái thanh này thì các bạn thấy được là cái xu hướng nó gần như là giống nhau thậm chí bây giờ thường có thể nói là so với lại tháng 6 tháng 7 đó thì cái lực bán không có còn mạnh bằng nữa có nghĩa là chúng ta chưa thấy dấu hiệu là những cái thời đào bán mặc dù là giá cả đã có cái sự đi xuống rồi đi ngược trở lên rồi đi ngược trở xuống trong cái thời gian là từ tháng 6 tới bây giờ nhưng mà chúng ta vẫn không thấy thời đào bán như là họ vẫn tiếp tục có cái lòng tin vào trong giá cả họ chưa có muốn bán ở thời điểm hiện tại vẫn tiếp tục tích lũy không có dấu hiệu đó tuy nhiên họ vẫn bán nhưng mà ý tôi nói đây là cái số lượng bán không có đột ngột tăng trưởng giống như là chúng ta thấy những cái thời điểm như là hồi tháng 5, tháng 6 hay là cái thời điểm là hồi tháng 2 khi mà chúng ta thấy những cái thanh màu xanh này đột ngột tăng mạnh lên có nghĩa là những thời đào có dấu hiệu bán mạnh ở những cái điểm này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nhìn vào tài liệu liên quan tới class Note đi thì chúng ta bây giờ lại biết thêm một số những cái thông tin như là thuận mới vừa chia sẻ với các bạn Tên hình on chain về cái phương diện nạp vào rút ra đó thì hầu như là không có gì gọi là quá đặc biệt trong vòng à, hai ngày qua và chúng ta cũng thấy được là cái số lượng bitcoin nạp vào là chủ yếu nạp vào trong những cái sàn futures cho các bạn sử dụng những cái hợp đồng dùng làm thế chấp và chúng ta được là lệnh long lệnh số bây giờ thì hầu như cân bằng lẫn nhau nhưng mà chúng ta vẫn thấy là giá cả cứ xoay quanh cái mức là 47 tới 48 thì tình hình là như thế nào thì chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến là tính theo on chain đó thì có bao nhiêu phần trăm bitcoin bây giờ đang có lời thì khi thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là cho đến bây giờ chúng ta có 86% Bitcoin vẫn đang có lời Con số này là một con số mà các bạn thấy được là thường à, dẫn đến giống như là chúng ta thấy là gần đây đó khi mà giá Bitcoin lên tới 52-53 ngàn Lưu chúng ta có 90% cái số lượng Bitcoin có lời rồi nhưng mà chúng ta thấy được là sau đó giá đã điều chỉnh xuống Bây giờ đó chúng ta thấy được là giá điều chỉnh xuống tới cái mức là khoảng 80% Thì sau đó lại có cái sự tăng trưởng cho lên nhưng mà bây giờ đó ở mức hiện tại thì chúng ta vẫn có 86% bịch này đang có lời có nghĩa là không phải là con số nhỏ cho nên chúng ta vẫn tiếp tục thấy là có thể là cái lực bán bây giờ là đến từ một số những nhà đầu tư riêng lẻ họ muốn chốt lời tại sao thường nói là chốt lời chứ không phải là cắt lỗ tại vì chúng ta nhìn chung đó đương nhiên không nhìn riêng bất cứ một ai mà nhìn chung đó khi mà chúng ta nhìn vào net realized profit loss các bạn sẽ thấy được là cái đường mà chúng ta đang nhìn ở trên màn hình đó, màu xanh là có lời màu đỏ là đang bị lỗ thì khi Bitcoin di chuyển đó là tính theo on chain là lời hay lỗ thì chúng ta vẫn thấy được là trong vòng mấy ngày qua tình hình là màu xanh như là các bạn thấy ở trên màn hình thì nghĩa là những cái Bitcoin này di chuyển đã đang có lời cho nên Thượng mới nói là khi chúng ta nhìn vào tình hiện tại đó thì chúng ta vẫn thấy cái số lượng Bitcoin đang có lời đó vẫn rất là cao 86% cho nên chúng ta vẫn thấy cái hiện tượng là chốt lời của những nhà đầu tư riêng lẻ thì tại sao thường nói là những nhà đầu tư riêng lẻ mà không phải là những nhà đầu tư lớn hay là những tổ chức đầu tư hay là những đầu tư lâu năm tại vì khi mà các bạn zoom ra đó thì một trong những cách các bạn nhìn vào tài liệu này đó mỗi một lần mà chúng ta thấy được là cái đường màu xanh lá cây này đó mà tăng cao có nghĩa là thời điểm đó chúng ta thấy là cái sự chốt lời mạnh đến từ những người mà có lời nhiều có nghĩa là những nhà đầu tư có thể họ đầu tư lâu năm đương nhiên các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng bitcoin rất là cao nếu như mà các bạn thấy là bitcoin di chuyển ở trên mạng mà chúng ta thấy cái đường mà xanh này tăng cao có nghĩa là cái phần lời rất là cao giống như là thời điểm gần đây nhất là chúng ta thấy được là ngày 29 tây tháng 7 hay là trước đó nữa đừng zoom ra để các bạn thấy hay là trước đó nữa những thời điểm như là ngày 6 tây tháng 4 hay là trước đó nữa là những thời điểm như là hồi tháng 3 và tháng 1 đây là những cái thời điểm mà chúng ta thấy là cái đường màu xanh lá cây này tăng cao những cái bịch đó đã di chuyển đang có lời rất là nhiều so với lại bây giờ là không có lời nhiều thì đương nhiên các bạn thấy được là giá Bitcoin trong cái thời điểm vừa qua đó khi mà chúng ta thấy là cái đường màu xanh lá cây này thấp có nghĩa là những nhà đầu tư mới những nhà đầu tư mà họ chưa có nhiều lời chưa có nhiều lợi nhuận như bitcoin đã di chuyển lợi nhuận thấp cho nên cái đường màu xanh này mới thấp cho nên thường mới nói là tình hình bây giờ chúng ta vẫn thấy là những người mà bán Bitcoin bây giờ vẫn tiếp tục đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ họ có lời rồi họ bán nhưng mà không có phải là bán số lượng lớn cũng như là không có phải là uh, lời nhiều chúng ta cũng có thể nhìn vào một tài liệu khác nữa cũng có thể là dẫn chứng được cái điều này chúng ta đang nhìn vào tài liệu gọi là cdd Tài liệu này đó hiểu cách đơn giản, à, thường đã từng chia sẻ trước đây là mỗi lần mà cái đường màu cam này tăng cao là các bạn cần phải quan tâm, tại vì cái đường màu cam này đó tăng cao hay không nó là tính theo hai yếu tố, thứ nhất là có bao nhiêu bịch không di chuyển và thứ hai là bịch hồi đó đã không di chuyển bao nhiêu lâu khi mà chúng ta thấy có nhiều bitcoin di chuyển mà những bitcoin đó là lâu rồi không di chuyển thì chúng ta sẽ dẫn đến là cái đường màu cam này có cái sự tăng trưởng mạnh như là các bạn thấy được là hồi tháng 11 của năm 18 hay là chúng ta thấy được là hồi tháng 8 của năm 2019, vân vân thì chúng ta thấy đương nhiên cái dấu hiệu mà cái đường màu cam này tăng trưởng mạnh đó chính là dấu hiệu của những nhà đầu tư lâu năm họ đột ngột di chuyển bitcoin của họ. Trong thời gian vừa qua thì các bạn thấy cái đường màu cam này như thế nào? Rất là thấp. Thì đây là cái tình hình chung của Bitcoin ở thời điểm hiện bây giờ Thì có nghĩa là để thuận tính tắt lại cho các bạn hiểu Nếu tính theo on chain đó Thì trong vòng 2 ngày qua giá cả cũng không có gì là đặc biệt Cuối tuần vừa rồi thì cứ 47, 48 Tình hình on chain cũng không có gì gọi là quá đặc biệt Chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin nạp vào Thì có thêm một chút xíu Bitcoin nạp vào so với lại rút ra trong vòng 4 ngày qua nhưng mà cái số lượng đó một phần lớn là đi vào những cái sàn cho các bạn sử dụng future margin và dùng để làm thế chấp cho nên cũng không có đồng nghĩa là họ đem lên để mà bán tại vì đương nhiên nạp vào những cái sàn future margin thì có thể dùng làm thế chấp để mà mở những cái lệnh và những lệnh thực sự đã có cái sự tăng trưởng chỉ là bây giờ chúng ta không có rõ xu hướng mà thôi bây giờ vẫn là hầu như 50 50 số lượng lệnh long và cái số lượng lệnh short còn về phương diện bán đó thì chúng ta không thấy thời đạo bán chúng ta cũng không thấy những nhà đầu tư lâu năm bán chúng ta chỉ có thể thấy được là những mình thôi di chuyển bây giờ đó cái phần lời thấp thì có nghĩa là những cái nhà đầu tư riêng lẻ có thể là họ có lời và họ bán nhưng mà cái số lượng không nhiều và cái phần lời cũng không có nhiều đây là tình hình liên quan tới Bitcoin hiện bây giờ chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Ethereum đi thì Ethereum nó lại có một cái hình ảnh khác với lại Bitcoin cách đây vài ngày các bạn thấy được là tình hình là có nhiều Ether nạp lên trên sàn so với lại rút ra À, và bịt có thể ngược lại nhưng mà trong vòng mấy ngày qua thì lại ngược lại bây giờ các bạn thấy được là chúng ta có cái số lượng ether rút ra nhiều hơn là nạp vào nhất là khi chúng ta nói tới hai ngày qua khi mà thường uh, zoom vào để chúng ta thấy được là cái tài liệu tính theo đến giờ đi thì tính theo đến giờ các bạn sẽ thấy là chúng ta zoom vào thì cách đi không lâu ngày 17 tay cách đi hai ngày đó cứ bạn thấy được là chúng ta có một cái số lượng Ether rời khỏi sàn rất là kinh khủng Đó chính là 210.141 Ether rời khỏi trong phạm vi Chỉ có cái nến này là cái nến giờ mình thôi Trong vòng 1 giờ duy nhất đã có số lượng Ether rời khỏi nhiều như vậy Và chúng ta thấy được là tình hình đó, Nói chung thì chúng ta có thể thấy được là tình hình là Ether Trong vòng một năm qua thì tình hình càng ngày càng mất đi Trên những cái sàn giao dịch Và cái số lượng Ether đã rời khỏi đó Thì chúng ta đã thấy một cái dấu hiệu Mà thường cảm thấy là khá là thú vị khi mà thường reset cái zoom này lại thì các bạn thấy được là gần đây ngày 16 tây chúng ta lại thấy cái số lượng ether là 231.284 ether rời khỏi sàn Coinbase và sàn Coinbase là một trong những sàn mà nhiều người cho là chúng ta có thể thấy nhiều dấu hiệu thu mua đến từ những nhà đầu tư lớn thì có phải con số này đó là rời khỏi tại vì đi vào những cái ví của những nhà đầu tư lớn để tích lũy hay không thì điều đó thường không có thể biết được thường chỉ có thể cho các bạn thấy được là tình hình là liên quan tới Ethereum thì ngược lại cái số lượng Ether rời khỏi sàn thì đang rất là nhanh trong vòng 2 ngày qua và tình hình của Ether thì càng ngày càng mất đi trên những sàn giao dịch đó chính là cái tình hình bây giờ đây là cái tài liệu thường có thể chia sẻ với các bạn mà thôi